Thưa quý vị và các bạn, giữ vững truyền thống anh hùng, tích cực tham gia xây dựng quê hương bằng nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa. Thời gian qua, hội viên Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Đắc Hà tích cực đóng góp xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội nhằm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, về với cuộc sống đời thường, do không có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, nên cuộc sống gia đình bà Bùi Thị Bất, hội viên Hội Cựu Thanh niên Xung phong xã Đắc Ngọc, thường xuyên trong cảnh thiếu trước hụt sau. Thấu hiểu hoàn cảnh của đồng đội, với tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, cách đây hơn 3 năm, hội viên Hội Cựu Thanh niên Xung phong thôn Đắc Bình, xã Đắc Ngọc đã đóng góp kinh phí xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội. Với ý chí của thanh niên xung phong, từ nguồn vốn vay nghĩa tình, bà đã tìm ra hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình với mô hình trồng dâu nuôi tằm, mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Trồng dâu nuôi tằm thì tôi thấy là nó cũng có phần là nó nhàn hơn là mình làm những công việc khác. Vì đây là nó chỉ vất vả cái lúc đầu là mình xuống giống với mình cho ăn thôi, mình xuống giống thôi. Còn khi mà mình đã cắt đi về được rồi thì cái thời gian của nó rất là rút gọn. Mình còn làm được các việc khác nữa. Nhờ cái nguồn vốn này là mẹ con cũng, con trai con gái là cũng tập trung nuôi là để mà phục hồi lại kinh tế gia đình. Thì khỏi phải đi làm thuê làm mướn ở bên ngoài thì là có đồng thu nhập, đồng ra đồng vào. Cũng có phần là dư dật gọi là khỏi đấy, vất vả trong cuộc sống. Hội Cựu Thanh niên Xung phong xã Đắc Ngọc là cơ sở hội đi đầu trong phong trào xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội ở huyện Đắc Hà. Đến nay, hội xây dựng được quỹ với số tiền gần 155 triệu đồng. Hàng năm, cho hơn 30 hội viên nghèo khó khăn vay vốn quay vòng để chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Cái tiền quỹ của hội cho giúp đỡ cho hội viên 15 triệu, 18 triệu, 13 triệu nó không lớn đâu. Nhưng mà nó cũng đưa đến niềm vui cho hội vì có cái đồng tiền quỹ nghĩa tình đồng đội để giúp đỡ hội là chị em vui hơn, nào cũng hưởng ứng để đánh cái tiền quỹ đấy. Tuy gần 4 triệu rồi nhưng mà họ vẫn muốn tăng thêm. Để có được sự đồng lòng và có hiệu quả như ngày hôm nay thì trước tiên đó là cái sự chặt chẽ, công khai trong việc thực hiện quy chế chi tiêu của quỹ nghĩa tình đồng đội, trong sự bình xét cho vay và thu hồi vốn. Ngoài ra còn phát huy hiệu quả ở các việc là nhân rộng các cái mô hình mà phát triển kinh tế hiệu quả từ cái nguồn vốn vay của những tình đồng đội đến tất cả các cái hội viên Hội Cựu Thanh niên Xung phong để cùng nhau học tập và giúp đỡ nhau vừa phát triển kinh tế mà vừa vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Trên địa bàn huyện Đắc Hà có hơn 250 hội viên Hội Cựu Thanh niên Xung phong. Với tinh thần hội là nhà, cán bộ hội viên là anh em ruột thịt, phong trào xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội đã và đang làm sống lại những tình cảm thiêng liêng, thắm tình đồng đội trong hội viên Hội Cựu Thanh niên Xung phong. Đến nay, các cơ sở hội trên địa bàn đã xây dựng được quỹ với số tiền gần 600 triệu đồng, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Xuất phát từ cái công tác nghĩa tình đồng đội mà chúng tôi đã từng tham gia, có người thì tham gia chiến đấu, có người thì tham gia khắc phục chiến tranh. Đến bây giờ trở về đời thường, cái tình cảm nó thiêng liêng lắm. Mỗi khi mà được tổ chức nhau họp hành, rồi sinh hoạt cộng đồng như thế này khác thì rất là phấn khởi. Nhìn thấy nhau cứ như kiểu là anh em trong nhà vậy. Cho nên là khó khăn chia sẻ này khác thì nói chung là hội viên chúng tôi rất là phấn khởi. Bà con giúp nhau làm kinh tế, rồi là các cái mô hình chăn nuôi, trồng dâu nuôi tằm, rồi các cái mô hình la ghim, cây trồng cây ăn quả thì được rất là phát triển. Từng kề vai sát cánh trong chiến trường, vượt qua mưa bom bão đạn, về với đời thường, hội viên Cựu Thanh niên Xung phong huyện Đắc Hà vẫn luôn đồng hành, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.